tay thanh tài sẽ phiêu lưu hành trình. Ngại gì khó ban đầu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó con sẽ làm. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không mệt đâu, vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chúng tôi một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó. Và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục tôi. Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Trong tập trước, 6 em bé của thử thách lớn khôn đã trải qua một khóa học vô cùng đặc biệt. Tại đây, tất cả đã được học các kỹ năng sống tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại là nền tảng để các bé có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, đỡ đần cho bố mẹ và học cách sống tự lập. Nhưng học thì phải đi đôi với hành, vậy nên ở tập này, các bé sẽ áp dụng các kỹ năng đã học để vượt qua các thử thách của chương trình. Tuy nhiên, có điều gì đó đã xảy ra với các ông bố rồi. Hãy cùng theo dõi ngay và luôn để xem chuyện gì đã xảy ra nhé! Tập 12. Giải cứu hoàng tử bố. Ngày xưa, ở một vương quốc cối xay gió, có 6 gia đình cùng sống với nhau rất hòa thuận. Bỗng một ngày, xuất hiện một tổ chức áo vest đen đã bắt các ông bố đi hòng chiếm lấy vương quốc. Tổ chức áo vest đen đã đưa ra một yêu cầu. Tất cả các mẹ và bé phải vượt qua được thử thách mà chúng tôi đưa ra thì mới có cơ may cứu được các bố. Các mẹ và các bé đã quyết tâm lên đường đối mặt với các thử thách để cứu các bố và đem về hòa bình cho vương quốc. Mọi người chú ý. Bố nhà Cam xoài đậu và em thì phải đi theo chúng tôi. Có chuyện gì ạ? Mời các ông bố đi theo chúng tôi ạ. Sao nhỉ? Đi đâu? Bố đâu rồi? Vậy là các ông bố đã bị bắt đi trong sự hoang mang tột độ của các bé. Nhưng không biết là tổ chức áo vest đen đã bắt các ông bố đi đâu đây ta? Ồ, cái gì này? Anh Long ơi, màu đỏ giống của anh, chắc là anh biết trong này có gì. Tôi nghe cái mùi cái làm như là có cà ri hay là bánh mì hay là... Anh đang đói bụng hay gì vậy? Hả? Anh đang đói bụng hả? Anh bị bắt xong anh đói luôn à? Đây gì đây? Cửa hay? Tôi vô đây coi có gì vậy? Phòng bị mất gì nhỉ? Oh my god. Sao trông... có đồ trong này là chắc mình vô đây mình thay đồ quá mọi người ơi. Wow. Vào luôn à? Vào nhá. Thế vào trong này có cái gì nhỉ? Thế có cái gương để quần áo đồ à? Cái này là cái gì ấy? Ôi. Có được cầm lên không nhỉ? Đồ này là của mình á. Thế đồ này là mình mặc vào à anh?
Quan trọng đúng sai hay không mới là quan trọng nè. Quá đồ này hợp với tôi đây. Các bố ơi, đồ này hợp với tôi rồi. Ôi, thế mặt vào. Em đây là mọi người có quần áo không? Đây miền quê, gió vàng Việt nước. Ui, bộ quần áo này của em cực thoải mái luôn. Gần luôn mà phát là xong. Em nghĩ bộ của em là chất nhất luôn. Bộ của anh cũng chất đấy Sơn à. Ủa, có đưa lộn đồ cho tôi không vậy trời? Sao đưa tôi cái đầu như vậy? Mình chưa định hình được cái bộ mình là kiểu gì. Rồi, xong rồi. Wow. Úi dồi. Em bước ra hao đồ quá. Đã biến thành các hoàng tử đẹp trai siêu cấp. Nhưng nếu các mẹ và các bé không kịp giải cứu trước khi mặt trời lặn, thì các ông bố sẽ mãi là những chàng hoàng tử bị giam cầm trong lâu đài này. Vậy nên các mẹ và các bé ơi, cùng sẵn sàng lên đường cứu bố thôi nào. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Thử thách lớn khôn. Quý vị khán giả thân mến, đây là một chương trình truyền hình thực tế gồm có 6 gia đình. Mỗi gia đình sẽ là một màu sắc khác biệt với những thế hệ khác nhau, và họ chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều những cách dạy con khác nhau. Và thông qua chương trình này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng các bé tuy còn rất nhỏ nhưng mà đã phải bắt đầu có được những quyết định cho riêng mình. Các bé sẽ phải tự chủ rằng bước tiếp hay là dừng lại trong tất cả những thử thách. Và bên cạnh đó thì tất cả các bậc phụ huynh, các ông bố, bà mẹ cũng sẽ nhìn thấy được các bé từng ngày lớn lên thông qua những trải nghiệm thú vị đến từ chương trình. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá đã tài trợ độc quyền cho chương trình. Và ngày hôm nay thì Quang Bảo sẽ cùng đồng hành với lại các gia đình trong thử thách mang tên Giải Cứu Hoàng Tử. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ các gia đình gồm có các mẹ và các bé. Trời ơi! Có cô gái Hà Lan dễ thương quá. Ơ xài đi cùng mặt cô gái Hà Lan. Hello con, hello xài. Hello đậu. Chào chú. Đi. Hello con. Ôi. Rồi bây giờ mời ba bé nhỏ qua đây. Cám xoài đậu. Khi nào mà mình Son và Andy cùng với Andy Khánh sẽ ở phía bên này. Cảm ơn cô gái Hà Lan rất nhiều nha. Ok. Cảm ơn cô gái Hà Lan đi. Andy đứng theo. Andy Khánh ăn cô gái Hà Lan. Trời ơi dễ thương quá. Rồi, các con thấy rồi đó, cô gái Hà Lan ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều quà dành cho tụi con. Tuy nhiên, để mà có thể nhận được quà thì các con biết rồi, các con sẽ phải giải cứu một người rất đặc biệt, đó chính là hoàng tử trong gia đình của các con. Bố các con đã bị biệt đội áo đen bắt cóc rồi. Con sao, Cam? Bây giờ bố bị bắt cóc rồi thì con cứu bố như thế nào? Mình phải vượt qua các thử thách để mình cứu bố nhé. Ok không? Mình cố lên, mình làm được. Các bé có vẻ như vẫn chưa biết rằng bố mình đã bị bắt cóc. Các bé vẫn còn đang vui lắm em. Em cũng cảm thấy như vậy. Andy Khánh, con thấy như thế nào? Hôm nay ba không tham dự cùng mình, con vui hơn hay con buồn hơn? Nói thật lòng đi con. Thật lòng đi con. Con vui hơn. Con vui hơn. Con vui hơn. Tại sao con vui hơn? Tại vì... Có mẹ. Yeah. Có mẹ. Tại vì con sung. Con muốn đi chơi.
Bên đây thì chắc là vẫn chưa biết rằng bố bị bắt cóc đâu đúng không? Sài có biết không? Sài biết bố bị bắt cóc không? Có. Mình phải đi tìm. Mình phải đi tìm bố. Tìm. Xoài đi tìm bố như thế nào nè? Con đi cứu bố đúng không? Đúng. Còn Đậu thì sao? Đậu ơi, Đậu có đi cứu bố không? Phải đi cứu bố. Có. Như vậy là các con đã sẵn sàng đi cứu bố rồi đúng không? Dạ. Nhưng bất ngờ chưa hết. Bởi vì nếu như các con giải cứu bố thành công, giải cứu các hoàng tử trong đình của con, thì các con sẽ còn nhận được rất nhiều những phần quà đến từ cô gái Hà Lan. À, ai muốn nhận quà? Ai muốn nhận quà đâu? Ai muốn nhận quà? Con muốn nhận quà. Vậy chú hỏi thử thêm câu nữa nè. Nếu như chỉ có một sự lựa chọn là nhận quà hay là cứu bố, thì con chọn nào? Con chọn cứu bố. Cứu bố hay nhận quà? Quà. Một là cứu bố, hai là nhận quà. Cứu bố thì sẽ có bố về với Xoài, còn nhận quà thì không có bố về với Xoài. Con chọn cái nào? Chọn bố hay chọn quà? Chọn quà. Thế còn em Điền Khánh thì sao? Thật lòng. Quà con. Con cứu bà. Cô Trang cứu quà con. Cô Trang chịu quá. Em bé người ta thật thà như vậy. Rồi, ngày hôm nay có bao nhiêu trạm thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là làm sao các con phải cố gắng để mà giải cứu được hoàng tử của mình. Hiểu chưa? Vậy thì ở mỗi trạm sẽ là những thử thách rất là khác nhau. Mà đôi khi có những thử thách đó là phải thử thách cái sự thể lực của tụi con nè. Làm sao mà mình thể hiện được rằng là mình khỏe, mình nhanh hoặc là mình mạnh. Nhưng bên cạnh đó cũng là những cái kỹ năng mà tụi con đã được học ở tập trước. Tụi con nhớ không? Đó, tụi con phải làm sao để mà vận dụng hết tất cả những cái kỹ năng đó để giải cứu bố mình. Nhưng mà trước khi chúng ta bước vào một cái thử thách cam go như thế này thì mời tụi con uống một ly nước trước khi bắt đầu thử thách của chương trình. Biệt đội áo đen tới rồi con. Ây da. Biệt đội áo đen đã tới. Biệt đội áo đen. Cảm ơn chú áo đen. Em mời các bạn uống nước đi ạ. Cheers ạ. Yo. 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 Rồi. Bí mật dành cho các bé là ở dưới đáy ly của tụi con có một cái sticker màu, tụi con dở lên coi. Tụi con xoay ra cho chú coi coi. Son, Andy, Vandy Khánh, tụi con coi coi tụi con màu gì. Andy, con quay ra cho chú coi được không? Dạ, con màu vàng. Đây, màu xanh lá cây là của Andy. Andy Khánh là màu vàng. Còn Son là màu cam. Vậy là con chung đội với lại Đậu. Tụi con biết những cái màu này có ý nghĩa gì không? Với Xoài rồi. Tụi con nhìn qua bên đây đi. À, tụi con thấy là các em đang mặc áo màu gì? Dạ màu cam, màu vàng. Đây, Son sẽ chung đội với Cam, hai cô công chúa xinh xắn. Trời ơi. Bây giờ Andy là chung đội với Đậu. Andy Khánh là chung đội với Xoài. Nhưng mà mình chưa biết rằng thử thách ở phía trước là cần sức mạnh hay là khéo léo. Cho nên việc có hai nữ trong một đội đôi khi lại là lợi thế thì sao? Đúng không ạ? Thôi thì bây giờ mời các gia đình chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ nhất. Thử thách lớn hơn. Thành viên của mỗi đội đã rõ, giờ thì cùng đến ngay với thử thách đầu tiên nha. Xin được chào mừng tất cả các gia đình đang cùng đến với trạm đầu tiên với thử thách mang tên là gấp đậu. Đây là thử thách sẽ đòi hỏi sự khéo léo đến từ các bé cũng như là tất cả các thành viên trong gia đình. Mọi người nhìn qua đây ạ. Đây. Chúng ta sẽ cố gắng gấp đậu từ bên này qua phía bên này. Các bé nhỏ sẽ cầm cái đũa này, đũa Mickey. Đậu đang cầm demo rất tốt con. Các bé lớn sẽ cầm một cái đũa thường. Tụi con muốn cầm sao con cầm vô coi anh đi. Rồi. Con. Các chị. Các chị lưu ý rằng chúng ta sẽ cùng những cây đũa bự như thế này, những cây đũa bếp. Nhưng tay của mình không bao giờ được quá khỏi cái lằn trắng này nhá. Mình sẽ gấp đậu từ bên đây qua bên này. Đó. Và sau khi mà hết thời gian, chúng ta sẽ đem số đậu chúng ta gấp được qua bên kia để chúng ta cân. Đội nào giành chiến thắng sẽ được 300 điểm. Đội về nhì sẽ được 200 điểm. Và đội về cuối ở vòng này sẽ được 100 điểm. Oh my god. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được rằng chúng ta có bao nhiêu thời gian? Thì đây, à, là cái máy lắc. Mỗi đội sẽ lần lượt bước lên đây có 30 giây nhảy theo điệu nhạc. Lắc được bao nhiêu số là bao nhiêu giây? Vậy cái người lắc là vẫn phải gấp đậu hả? Dạ không, mình lắc trước để mình biết có bao nhiêu giây trước. À. Đó là thời gian mình sẽ có để mình gấp đậu.
là được hai không? Hai gia đình cộng lại đúng rồi thành một số đội thời gian đúng rồi cộng tổng số thành viên trong một đội lại với nhau. Lắc hết mình. Rồi Đậu ơi mời con qua đây, mời con qua đây, con cầm cái đũa cũng được nhưng mời con qua đây trước. Rồi chắc là mời gia đình anh cả đi ha. Rồi mời Andy. Âm nhạc chuẩn bị 3, 2, 1 vô. We can shine in a crowd and never hesitate. We can shine in a crowd and never hesitate. Let us rise to the clouds. Got nothing to lose and all the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know. Rồi hết giờ, rồi hết giờ. Mẹ Đậu lắc được 8 cái. Hả? Cái gì 8 cái? 8 cái, 8 cái. Bên đây, à, Đậu lắc được 2 cái. 29 là số của Andy. 129 đừng ăn gian. Đâu đây coi để em coi 129. Từ từ. Để em coi, chị cứ bình tĩnh. Em ăn gian. À 129. 129 tháo ra số đó rõ hơn. Cái máy lại dính vô người đúng từ trường. 3.200. 3.200 hả chị? Chị trả giá được cái đó không? Chị thách như vậy. 79. 79 là số của chị Thu Trang. Rồi. Tổng cộng là 218 giây. 218 giây là em dị chi ra là bao nhiêu phút? 218 giây dị chi ra là chia cho 4 là khoảng được gần 4 phút. Đội chị Trang và đội gia đình bắt đầu sẽ có 3 phút 38 giây. Và bây giờ 3 phút 38 giây. Bắt đầu. Gấp vô. Không, mình phải để cái tay mình trên đây nè. Đúng rồi. Các đội khác cổ vũ đi nào. Cổ vũ các đội. Yeah. Đúng rồi. Chị Trang ơi, từng hàng đầu chị Trang ơi, từng hàng đầu. Em mất rồi. Mình chơi gấp đầu. Chị Trang mình là gấp đầu phải lùa đậu. Người ta quánh giá mình chị ơi. Không có gì quánh giá hết em ơi. Chị vẫn dùng đũa, chị có dùng tay đúng. Chị gấp đầu. Chị gấp vậy em chấp nhận. Mình không lùa, mình gấp. Andy ơi con gấp con ơi. Gấp lên. Mình gấp 2 hạt, 3 hạt cũng được, mọi người quan sát nha. Các gia đình khác hãy quan sát đi ạ. Đúng rồi, đang gấp đi đậu ơi. Cố lên con. Trời ơi, chị đang gấp một lần 3 đậu, 5 đậu. Trời ơi, dân chơi game show chuyên nghiệp mà em ơi. Đậu ơi, đúng rồi, bỏ vô đi con. Bỏ vô, thả ra, thả ra, thả ra. Đúng rồi. Trời ơi, mọi người quay cận cảnh đi chơi gấp đầu giùm em. Quay cận cảnh đi chơi gấp đầu giùm em. Chị đang lùa đậu chứ gấp cái gì? Tôi gấp đàng hoàng. Thần là 5 hạt. Tôi dùng đũa, tôi không hề dùng tay. Nghe thử chứ có quy định là gấp từng hộp không? Đúng rồi. Người ta cái này gọi là bàn tay linh hoạt, hiểu không? Cái gì bây giờ? Bây giờ con qua bên đây con gấp đi. Để một mình mẹ gấp hết cái này. Đúng rồi. Con đừng phá mẹ. Một mình mẹ có thể gấp hết cái này. Đi con làm đi. Cái đội này tôi bao xô nha. Trời ơi. Nhưng còn 30 giây nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Ủa, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ không có, con muốn gấp cái nút hoạt đậu bỏ như này. Ban đầu có chút bỡ ngỡ nên là Đậu khóc thế thôi, chứ Đậu đã áp dụng bài học từ lớp gấp đũa rất tốt đấy nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hết giờ. Hết giờ, buông đũa, buông đũa, buông đũa rồi ôm lại. Trời ơi, dễ sợ. Bên đây công sức của ba người được có chút ép. Bên đây một mình chị đang bao sân. Bây giờ mời gia đình đầu tiên qua đây. Bây giờ em đổ vô. Từ 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 con đừng hoang đốc nó vô. Rồi mình coi đi. 8 kg. Đậu mà chỉ gấp 8 kg hả? 379 gram là số lượng đậu của đội thứ nhất. Em đó giờ có đi chợ không? Dạ. À đó giờ có đi chợ không? Em có chứ. 379 gram thường người ta tính chẳng 4. À dạ không, em học số học em rất chính xác chị. 379 gram nha.
không có rành đi chợ. 379 gram chị ạ. Và bây giờ là phần thi của đội thứ hai, đội của Andy Khánh và của Best Wife. Sẵn sàng lắc nha. Dạ. Ok, 30 giây. Okay. Bắt đầu. Hết giờ rồi, đây cho chú Bảo xin thu lại mấy cái máy lắc nha. Của bé Xoài là 96. Wow. Của mẹ Trang là 93. Wow. Thua Xoài à? Andy Khánh lắc rất dữ dội, 98. Còn bên đây có chị Trinh Trinh. Từ từ đây để em coi. 100 cái số của chị Trinh Trinh. Rồi. Tổng cộng nhảy dây hay quá vậy. Tổng cộng đội của mình có 387 giây. Như vậy chúng ta đã hoàn thành với 387 giây. Trời ơi, tới 6 phút mấy luôn. 6 phút 27 giây. Xin chúc mừng. Thả mình có 3 phút mấy luôn. Rồi vô đây, mời gia đình vô đây. 6 phút mấy. Gấp. Vô con. Và bây giờ thời gian dành cho đội của Andy Khánh và bé Xoài bắt đầu. Bắt đầu rồi. Không gấp vào đũa của mẹ nhá. Sao đưa gấp vào đũa của mẹ. Rồi. Cổ vũ mình hãy cổ vũ đi nào. Andy, Son, tụi con cổ vũ cho đội bạn đi nào. Đứng đây nè, Andy. Xoài ơi, con gấp gì vậy Xoài ơi? Nào gấp xuống đây, Một khung hình nhưng hai thái cực. Mẹ thì không say gấp, con bé Xoài thì có vẻ rất ung dung. Xoài không cần canh mà chỉ cần gấp cái nào trúng cái đó. Liên tục luôn. Rồi. Con cũng đâu có chịu gấp đâu. Ở nhà Xoài xài đũa thành thạo không? Xoài mới tập biết dùng đũa mấy hôm nay thôi ạ. Mới biết mấy hôm nay thôi hả? Nhưng mà đang rất là đam mê với việc cầm đũa. Andy Khánh ơi, con có muốn gửi lời gì với lại bố Long không con? Ba sao? Đó, ba ơi, ba cố gắng, ba chờ con nha. Andy ơi, ba buồn quá Andy ơi. Một mình lẻ bóng bơ vơ, ngồi đây chờ đợi bóng hình con thơ. Andy Khánh ơi, con có muốn gửi lời gì với lại bố Long không con? Không. Tại sao con không nói gì hết với ba vậy? Bởi vì ba hay chọc ghẹo con. Vậy bây giờ con nói đi. Nếu như ngày hôm nay con cứu được ba thì ba đừng chọc ghẹo con nữa. Nói cho ba nghe. Nếu như con cứu được ba thì ba đừng có chọc lé con mà chọc ghẹo con nữa nha. Thế Xoài thì sao con? Con có nhớ ba chưa con? Con nhớ bố không? Có ạ. Có à? Con đang muốn nhanh để con tìm bố đây. Con có muốn nói gì với bố không? Con nói gì với bố? Bố đợi Xoài nhá. Con nói là con nói đi bố ơi, đợi Xoài nhá. Đấy, để cho em Xoài nói này. Trong lâu đài. Bố đang ở trong lâu đài. Bố đang ở trong lâu đài đó con. Kẹp trong lâu đài. Phải lắp xong đi cứu. Đúng rồi. Nhưng mà con phải động viên bố đó là bố ơi ráng chờ con. Con bảo bố đợi Xoài nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết rồi, hết giờ. Rồi, cho em xin. Dạ. Xoài làm được rồi. Xoài làm. Đội này có vẻ rất là đều nhau. Ok. Vậy mình đổ vô từ từ. Rồi. Đợi chút xíu nha, rồi con đọc cho chú Bảo biết nha Khánh. Đâu bây giờ Andy Khánh con đọc đi. 7 bao nhiêu? 711 mấy á.
711 gram là số cân nặng đậu của đội Andy Khánh và bé Xoài. Chúc mừng. Rồi và bây giờ sẽ là phần thi của những nữ thần xinh đẹp đến từ đội của bé Son và đội của bé Cam. Chúng ta sẵn sàng nha. 30 giây lắc, chuẩn bị, bắt đầu. Gắn vô lại, vậy gắn vô lại. Thôi nhảy với mẹ đi kìa. Thôi nhảy với mẹ. Rồi hết giờ đây. Lên. Của chị Đoan Trang là 75 lượt lắc. 75 là cũng khá khá đó chị. Của bé Son là, trời ơi, 98 lượt luôn. 98 lần lắc. Wow. Bên đây của bé Cam rất xuất sắc, một con số rất cao, 6 cái. Đâu, 90 ạ, à, lúc ấy là 90 ạ. Hồi nãy mình nhìn ngược đó. Đây, 90 đây. Đây là xuất sắc. Bây giờ đây, đây không sao, đâu, của mẹ đâu. 47 cái. Ôi rồi, 47. Xuất sắc. Yeah. Của em Cam là 6. 226 cái, tôi đưa với 226 giây. Là 3 phút 46 giây. Ok, nào bây giờ mình ra đây thử thách nào Cam ơi. Rồi bây giờ mình vô đây. Sai. Và bây giờ là thời gian dành cho đội của bé Cam và đội của bé Son. Bắt đầu. Em đi Khánh còn qua đây còn phụ vũ nè. Đúng rồi. Đúng rồi, mình tập cho Son, mình bật quạt cho Son cho mát nha em đi Khánh. Dạ. Wow, bé Cam có vẻ thành thạo dữ ha. Ồ, Cam tóc nhiều ấy nhở. Wow, bé Cam nhìn kìa. Ôi trời ơi. Cái nào là chúng đấy luôn. Cô ấy lấy gì? Đây nhà là bé có ăn đũa không? Dạ chưa, đây là sau chương trình này bắt đầu cầm đấy ạ. Là lần đầu tiên đó hả? Vâng. Dạ. Andy ơi, không phải là cô vũ cho các em nè. Cô vũ cho bé Cam nữa. Đúng rồi, con cô vũ cho bé Cam và bé Son. Ủa Son, sao con không làm hả? Con mình chơi phụ mẹ đi. Mình phải phụ mẹ. Mình vẫn tập. Con xuống đây nè, con đứng đây nè. Bây giờ mình thử nè, đó. Này, con xuống đây nè. Đây, bây giờ mình sẽ tập làm ha. Trang nghĩ là Son cần phải nên học dùng đũa nhiều hơn nữa. Tại vì Son vẫn chưa có thể kiểm soát được tốt cái tay của mình khi mà dùng đũa. Mẹ nghĩ là Son sẽ tập thêm như con. Chanh nè. Rồi, ở tập trước là mình học cầm đũa rồi đúng không? Đó, mình cầm đũa vậy đúng rồi nè. Bây giờ mình cố gắng. Mình bình tĩnh thôi con ạ, không sao. Không gắt được nhiều cũng không đây, sao. Đây, từ từ mình cho nó cân cái mình đũa này. Mình bình tĩnh thôi. Không, con không dùng tay, con dùng đũa thôi. Mình cứ bình tĩnh làm thôi. Rồi đây, để chú đổ lại cho. Đây, hai cái đầu nhỏ nè, dễ cầm hơn ha. Đúng rồi. Đầu nhỏ mình dễ lấy hơn. Mình xỉa nó vô. Chọt vô. Đây, mình làm lại đây, chú chỉnh lại cho. Con cứ chưa quen đúng không? Ở nhà là mình ăn đũa. Con cứ bình tĩnh làm. Cần phải vàng. Rồi thôi bây giờ mình thử lại. Em Cam đang cố gắng. Trời ơi bé Cam. Con cố gắng thì con cố gắng. Rất tập trung. Này cố lên. Son gấp được một cái nè. Đây. Hai chiếc đũa mình để cân bằng với nhau. Đúng rồi. Ai da. Tính ra kỹ năng này là một cái kỹ năng rất khó ha. Đó, ê, được rồi đó, được rồi đó, đúng rồi. Yeah. Cầm đũa quả là khó khăn với cô bé Son. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cô bé đã không bỏ cuộc để tự mình gấp những hạt đậu. Cố lên nào Son ơi. Đúng rồi. Thấy em Cam giỏi mày nè. Cam bé tí rồi mày, Cam tám bảy sáu năm bốn ba hai một hết giờ. Vỗ tay hai vai Son hai vai con dạ, chú Bảo.
Sao hai bạn? Xoay ơi, con thành thùng lúa xanh này. Giỏi quá. Rồi, đây là thành phẩm kết quả của Son, bé Cam. Nào mình sang đây để. Cũng bây giờ Diệp Trang, Thành Lan. Rồi, bây giờ qua đây mình đo. Từ từ nha, để em Cam xong tới Son nhé. Rồi. Bây giờ rồi đây. Rồi bây giờ Son đọc kết quả coi. Dạ số mình là 48. 486. 486 à. Yeah. À 4. Son đang giúp nhất hoài vậy. À nó còn bị đụng á. Rồi 486. 486. Quý vị thân mến, như vậy là sau một hồi các gia đình đã lắc cũng như là đã gấp rất nhiều những cái hạt đậu thì cuối cùng chúng ta cũng đã có kết quả chung cuộc. Và đội giành chiến thắng trong thử thách đầu tiên này ở trạm thứ nhất đó là đội của Andy Khánh và Eva. Đội đây sẽ có được 300 điểm. Đội về nhì trong phần thi này đó chính là đội của các thiên thần xinh đẹp. À, rất là khéo léo, rất là... Tôi thể nói là đôi khi là nhìn có vẻ là lạnh lùng nhưng mà lại gấp được rất nhiều thành quả rất cao, đó chính là bé Cam và bé Son. Và đây đội cuối cùng, khỏi em, khỏi đội em ơi khỏi với sự giúp đỡ khỏi. Em phải công bố chị, công việc của em phải công bố chính xác chị. Thôi để chị công bố cho nè. À dạ chị công bố đi. Đội của Andy và bé Đậu về đây. Với số điểm là 100 điểm. Không hỏi thêm đâu. Rồi như vậy là các đội, chúc mừng các đội đã hoàn thành thử thách đầu tiên với những số điểm đã được chọn. Chúng ta sẽ sau khi tham gia hết tất cả các thử thách sẽ có cộng dồn các số điểm lại để biết được rằng đội nào sẽ có nhiều lợi thế nhất ở phần thi cuối cùng. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một nhiệm vụ nữa cần phải hoàn thành, đó chính là các mẹ và các bé sẽ phải đi kiếm những bìa thư, những phong thư của chương trình. Trong những phong thư này có thể có cộng điểm, có thể có nhân điểm, nhưng cũng có thể là trừ điểm hay là chia điểm. Mỗi gia đình kiếm một cái thư hay trong là... vòng 15 phút mình kiếm được bao nhiêu mình kiếm chị. Ok. Chị kiếm hết cũng được nữa. Dạ, mọi người hiểu hết chưa? Dạ. Rồi, và bây giờ 15 phút đi kiếm phong thư. Bắt đầu. Và đây là thành tích của mỗi đội ở thử thách thứ nhất. Lấy Xoài đưa cho chú xem đây là gì. Cộng 20 điểm. Cộng 20 điểm và đây. Cái này không có gì. Nền tảng vững vàng sẵn sàng bứt phá. Xoài xoài cầm cho mẹ. Rồi đi tiếp. Này là gì, này là gì? Cộng 50 điểm. À cộng 50 điểm. Đây. Giúp chị 50 điểm cho nhà Điền Khánh nè. Trời ơi. Ủa quê hả, quê hả? Đây. Đi. Ủa, đây đi. Nè mẹ. Mẹ. Ok, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Thử nè. Em nghe nè mẹ. Ok. Người lên nào bạn có một nụ cười đó nè. Đấy con đi tìm tiếp nào. Nóng quá. Ai da. Con cố lên. Đọc mà thư lên nhá. Nào ngồi đây để mẹ đọc mà thư nào. Không mẹ đúng mình. Rồi. Để mẹ đọc. Đọc 150 điểm. Nhi. Ơi. Con mình đi tìm kia. Đi nào, chúng mình đi tìm tiếp nào. Chúng ta lấy được một phong thư rồi Đậu ạ. Chúng ta đã lấy được một phong thư rồi. Đi nhà Xoài em ạ. Phải đưa cho Xoài. Lấy 50 điểm của nhà Xoài. Ê, bây giờ con chạy theo mẹ nào. Con ơi. Đây con đưa mẹ lên lên lên, cẩn thận cẩn thận. Wow, hết đường. Đậu ơi đi theo mẹ nào con. Hết đường.
ơi, sao anh giỏi quá, chúc bạn một ngày tốt lành không được gì hết. Ơ, à, gì đây cộng 50 điểm. Cảm ơn tôi. Yeah. Ok, rồi đi tiếp nào. Đi nha mẹ. Có rồi mẹ ơi. Bắt tay, bắt tay. Không, không, không mắc. Không mắc ra đâu. Ủa đây nữa nè. Ba hộp luôn. Lấy 50 điểm của một nhà bất kỳ. Tôi muốn lấy điểm của... Cửa nhà xoài. Cửa nhà cam. Tôi lấy điểm của nhà cam. Tôi lấy điểm của nhà cam nha. Chơi ra đây đi. Chúc bạn may mắn làm sao? Ây da. Không thể nào. Chưa nói. Ủa trời ơi, con đâu hả? Con đây nè. Có biết thư không? Cái này dán kỹ quá vậy. Dán kỹ quá nghi bị trừ điểm quá à. Chia hai số điểm, trời đất ơi, trời ơi. À. Con lượm cái này chia hai số điểm của mình rồi. Thế người à? Kia kia, quang mi đâu? Lấy con đường. Lấy sao lấy, lấy. Có vẻ đằng kia có một cái không? Ừ. Đây này. Đâu? Kia kia, sao nhặt cho mẹ? Đâu? Kia kia. Đây á. Đúng. Một đội bất kỳ và được cộng 30 điểm. Mình phải bắt tay. Xoài ra bắt tay anh em mình đánh đi. Bắt tay, bắt tay. Không bắt tay à? Xà lá cừ. Cố lên. Chú bố. Cam ơi. Mẹ đợi mẹ chứ? Mẹ. Con đi về vệ thầy với mẹ. Ừ, được. Nào xoài tìm thử. Cứ bắt tay nhau đi ạ. In a grove by the river, there's a willow tree. Where we used to meet up, my baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said to put down your morning guns. Mình chả tìm cái gì cả đậu ạ. Đậu. Ôi, đậu, mình chả tìm cái gì cả, mình chỉ tìm một cái này thôi, làm sao mà cứu bố được. Con nghĩ gì không con? Đang mải hát nữa. Ây da. Nương. Ok, không còn nữa. Ok, mình đã lấy được 3 lá thư. Ờ, thôi mình có 3 lá thư, giờ con đọc thử coi. Nè, con đọc thử coi. Chuyển 50 điểm cho đội nhà Andy là của cô Thu Trang nè. Cười lên nào, có một nụ cười rất đẹp. Con cầm giúp mẹ, con cầm giúp mẹ cái lá thư đó. Để mẹ mở cái này lên. Trời, dán kỹ quá. Wow, được cộng thêm 50 điểm. Sai ơi, hình như mẹ nhìn thấy ở kia. Sai, sai, thì nhìn ở kia xem có phải không. Ở đây có phải không? À, không phải. Không phải. Đây không phải. Sai có nhìn thấy không? Mẹ không nhìn thấy. Sai được 4 cái ạ. Wow, mình được 3 cái thôi. Mình nhà. Nhưng mà em được cộng 50 này. 50 điểm và chuyển 50 thế là bằng hết. Và thêm một cái này nữa là không biết là cái gì. Wow. Nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Lấy 50 điểm nhà của cô Trinh, cảm ơn cô. Thế là mình bị lấy hết rồi. Con bị lấy hết rồi. Lấy hết điểm rồi Sai. Con tìm nữa đi, con thử nhìn xem còn ở đâu nữa không. Con. Mẹ không sao? Không có, con không muốn mẹ đẹp.
phải lá thư con ơi, lá cờ. Mẹ, mẹ. Để mẹ coi coi trong kia. Không có Sơn ơi. Nhưng may quá mình còn có nhiều mà. Tại vì mình có 5 cái, mẹ được 3 cái con thấy, mẹ được 3 cái. Với cả con được 2 cái là cộng tới 3 cộng 2 bằng 5. Của người khác ta lấy rồi. Tiêu rồi. Để mình coi coi còn cái nào ở đâu nữa không, để mình ngó coi. Cam ơi, Cam ơi ở đây Cam ơi. Cam ơi. Mẹ thấy rồi, mẹ thấy một cái ở đây. Cam ơi ở đây, ở đây. Trời ơi. Chỉ 50 điểm Cam ạ. Không sao, chúng mình tiếp tục. Rất khó khăn để lấy được cái trừ 50 điểm. Ôi, trên đấy là nhà chuồng. Trên đấy là gì? Trên đấy là nhà chuồng. Nhà chuồng á? Ai hư thì vào đấy ở à? Phải không? Chú công an mới xây nhà đấy. Chú công an xây nhà đấy à? Bố đâu ta? Mình đang đi kiếm thư để cứu bố đây con. Chỗ này đi rồi. Chắc hết rồi. Con tìm cũng hay lắm. Không biết kinh kia người ta có dán đâu. Ở trong đó điện nó không được, nó vô. Thầm ơi, nhưng mà hồi nãy con mới thấy. Thì con đã lấy rồi. Ở đây. Trong đây không có gì hết. Toàn là chúc bạn may mắn lần sau. Bạn hãy nở một nụ cười. Vì bạn có một nụ cười rất đẹp. Nhìn nè, nhìn nè. Con được cộng 20 điểm. Wow. Cộng được 250 điểm. Wow. Rồi cộng em hơn một cái rất hay. Chia đôi số điểm. Và đây là thành quả của mỗi đội sau 15 phút kiếm các phong thư. Và như vậy là các đội đã hoàn thành được 15 phút đi kiếm phong thư của mình rồi. Không biết là đội của con kiếm được bao nhiêu phong thư? Con nhớ không? Andy Khánh. Dạ 6. 6. Còn đội Andy, đội con kiếm được bao nhiêu phong thư Andy? 7. 7. Còn bên đội của bé Son? Dạ 7 cái. Dạ 7 cái. 7 cái luôn. Mà mất hết 2-3 cái là cười với chút may mắn. Bây giờ sẽ là thử thách thứ hai của ngày hôm nay. Thử thách này sẽ đòi hỏi sự phối hợp đến từ các thành viên trong đội, cũng như là các kỹ năng mà các bé được học ở tập trước. Đúng không ạ? Bây giờ mọi người lưu ý nha, có 4 trạm. Trạm đầu tiên sẽ là nơi mà một trong hai mẹ sẽ phải mặc cái quần đó lên. Tuy nhiên lưu ý là không được dùng tay. Hả? Sau khi mặc quần xong sẽ chạy tới trạm thứ hai. Ở nơi đó sẽ có bé nhỏ. Bé nhỏ sẽ là chờ ở trạm thứ hai và sẽ buộc dây giày. Sau khi hoàn thành buộc được hai
chiếc giày thì bé nhỏ sẽ lên đây gặp anh chị lớn. Chạm tay anh chị lớn xong, anh chị lớn sẽ là người xếp đồ ở bên này. Đồ ở bên trái cần được xếp cho gọn, xong bỏ vào vali. Bỏ vào vali xong, đóng vali lại. Ha. Có cần kéo không? Không cần kéo. Đóng vali lại là coi như hoàn thành. Sau đó các bé có thể chạy lên phía trên kia. Chạm cuối cùng sẽ có một mẹ còn lại sẽ đứng chờ. Và mẹ còn lại sau khi đội cái vương miện đó lên sẽ phải bấm một cái nút. Cái vương miện sẽ xoay, các mẹ lưu ý cái vương miện sẽ xoay. Và trên cái vương miện đó sẽ có kẹo dẻo. Mọi người hãy tìm kẹo dẻo để ăn. Ăn kẹo dẻo thôi đúng không? Ăn kẹo dẻo, sau đó mình tiến về kia, bấm chuông, mình coi như hoàn thành một cái kẹo dẻo thôi. Tuy nhiên trong suốt quá trình tham gia thử thách, nhưng có bất kỳ một cái lỗi nào mà được ghi nhận thì đội đó sẽ phải bị cộng thêm 10 giây. Rõ chưa ạ? Rõ rồi ạ. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chặng thứ hai của thử thách lớn khôn. Xoài ơi, Xoài, Xoài cổ vũ mẹ nhá. Mẹ cố lên. Mẹ nằm xong rồi đến có 10 giây giây nhá. Sau đấy anh em đi, ok chưa? Ok. Ok, cổ vũ mẹ mầm cố lên, mẹ mầm cố lên. Cố lên. Các đội đã vào vị trí, thử thách thứ hai bắt đầu. Và bây giờ thử thách liên hoàn xin được phép bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Không được dùng tay. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Trời ơi, mẹ đậu rất dẻo. Hay quá, hay quá. làm sao được. Sử dụng hình thể em ơi. Đúng rồi, hình thể vô. Vô ga, đúng rồi. Mình có thể dùng răng kéo. Trong tất cả các cái trò chơi ngày hôm nay thì mình đều luôn nói với Cam rằng là quan trọng là bình tĩnh đó, và xong đấy là Cam cũng bảo là kiểu mình bình tĩnh để mình cứu bố đấy. Xong rồi ngay cả khi mà các đội khác kiểu cũng đang rất là nhanh gấp rút thì Cam vẫn bảo là mẹ ơi mình phải bình tĩnh đó. Thế nên là mình rất là vui khi mà Cam đã nhớ được cái câu nói đấy của bố mẹ, trong bất cứ một tình huống nào thì con phải thực sự bình tĩnh để làm được. Cô bé Cam núp sau lưng bố ngày nào giờ đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và còn khiến cho bố mẹ bất ngờ với sự lớn khôn không tưởng của mình. Một tràng pháo tay dành cho Cam Cam nào. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Yoga đúng rồi. Yoga. Chồng chuối lên, chồng chuối lên. Lên nữa, lên nữa. Kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên. Cam ơi, Cam ơi, Cam ơi, lên đây, lên đây. Được rồi, mẹ đậu, được rồi, mẹ đậu, được rồi. Được, 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 lên đi, lên đi. Một giây. Để lên. Nào, bây giờ nào, tập trung. Các mẹ chỉ được hướng dẫn chứ không có cồn nha. Tập trung nhá, tập trung nha. Lên cho con. Mẹ đậu ơi, phải hướng dẫn, mẹ đậu phải hướng dẫn, không được cồn. Mẹ đậu phải hướng dẫn, không được cồn. Đậu ơi. Có vẻ như là Đậu, Cam và Xoài đã quên mất bài học từ tiết buộc dây dây rồi, nên lần này các mẹ phải ra tay thôi. Rồi con kéo đi. Con kéo đi. Kéo như nào? Đây. Mẹ một giây, con một giây. Xong rồi. Rồi. Xong rồi ạ. Được chưa, được chưa? Xong rồi ạ. Rồi, gia đình Cam xong. Đội nào xong thì di chuyển lên. Đi lên, lên, lên Cam đi. À, à, chúng mình chạy lên đây, chúng mình chạy lên đây. Đấy. Con chạy lên, chạy lên. Rồi, rồi, đứng lên. Chạy lên. Đúng rồi. Ok, còn con nữa. Con cố lên. Xoài cố lên. Rồi, được rồi. Em đi. Xong rồi, cuốn vào. Hai cái đó. Cuốn. Đúng rồi, hay quá. Rồi, xếp về đồ rất gọn, để vào. Gọn vô. Hết chưa? Rồi, cũng được luôn. Rồi, bỏ vô. Rồi, không cần. Chạy lên nha. Chạy lên đi gặp mẹ, đúng rồi. Nhanh lên. Nhanh lên. Cố
lên Andy ơi, cố lên. Andy cánh cố lên. Rồi, đúng rồi, gấp lại, gấp lại, gấp lại, gấp lại. Rồi, lên đường, gấp lại. Rồi, vô, đợi vô. Nhanh lên đây, lên đường, lên đi, lên đi, lên đi. Vâng, mẹ nè, lên mẹ nè. Rồi. Rồi, lên mẹ ơi. Cố lên. Lẹ lên. Sao con thấy vậy? Tại vì con hơi bớt rồi. Rồi, gặp tới lại. Lẹ lên, gặp tới lại. Trời ơi. Xếp cái quần dài thì lại hồi hộp, thấy mấy bạn làm trước rồi hoang mang. Mẹ ơi, con đang bị phân tâm. Con đang bị phân tâm cho nên làm chậm thời gian. Nhưng mà không sao, mình cũng cố gắng, mình hung đúc tinh thần cho con, cứ cố gắng vậy thôi. Ôi, nó không quay nè. Cứ ăn đại đi mẹ. Về đến chúng ta hãy cùng chờ xem đội của Andy Khánh. Rồi, mình đóng vali lại con. Chạy lại, chạy lên, chạy lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi chứ. Cắn ra, giật ra, giật ra. Giật ra, rồi, ok, chạy gì. Xin được chúc mừng các gia đình. Chúc mừng các gia đình. Ra đây, công bố kết quả. Các đội ơi, các đội chơi tập trung ở đây ạ. À. Giỏi thế nhờ, căng xếp được hết rồi này. Xoài ơi, xoài. Quý vị thân mến, như vậy là các đội đã hoàn thành thử thách liên hoàn. Rất là vất vả đúng không ạ? Đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng khác nhau. Bây giờ sẽ là thời gian công bố trước khi cộng lỗi. 2 phút 55 giây là đội của Andy và Đậu. Xin chúc mừng. Đội của Son và Cam là 3 phút 3 giây. Rồi. Đội của Andy Khánh và Xoài là 3 phút 45 giây. Yeah. Tuy nhiên, đó là số thời gian trước khi mà chúng ta cộng số lỗi. Là bởi vì hồi nãy chương trình đã có quy định là nếu như có bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào đến từ các mẹ thì cũng sẽ phải bị cộng thêm 10 giây vào trong mỗi lỗi như thế. Tất cả các đội đều có cái lỗi đó hết. Cho nên cứng mỗi qua đội, cứng lại què. Cứng qua cứng lại coi như què. Cộng vô cũng phải 10 giây nữa. Thôi mình tự cộng vô. Nhưng có hai đội có thêm một lỗi nữa. Đội đầu tiên đó là đội của bé Son và bé Cam. Là bởi vì Cam chưa buộc dây giày xong mà Son đã xếp trước một cái quần rồi. Rồi, ok con làm đi. Làm đi, làm đi. Được chưa, được chưa? Rồi, gia đình Cam xong. Như vậy cộng thêm 10 giây nữa. Hai đội còn lại, đội nào đấy? Andy Khánh hay là đội của Andy? Sao con chỉ con vậy? Không biết con ăn gian hả? Con không biết, con chỉ đại thôi. Lỡ chú nói con ăn gian thì con còn thuốc nhận lỗi. Mình tự nhận lỗi trước. Tuy nhiên cái lỗi nó thuộc về đúng là đội của con. Và người phạm lỗi là mẹ của con. Kẹo dẻo người ta để cho cái mấy rồi. Tôi đã im rồi, tại sao còn dạch ra nữa? Chị ơi, chứng cứ rành rành như vậy, hình nó được ghi lại vậy, làm sao mà chị chối được? Tôi muốn coi công nghệ va. Công nghệ va, vô. Anh đã ơi, nó đang đây chưa, nó chưa. Chị thấy chưa, cái tay của chị bỏ kẹo dẻo vô miệng như vậy đó. Như vậy, sau khi đã cộng hết tất cả các số điểm lại thì đội của Andy Khánh có tổng thời gian là 3 phút 55 giây. Xin chúc mừng đội Andy Khánh và bé Xoài. Đội của Son và Cam là 3 phút 23 giây. Yeah. Dẫu ăn gian rất nhiều, nhưng vẫn giành chiến thắng đó chính là đội của Andy và bé Đậu. Yeah.
Như vậy đội của Andy và Đậu sẽ có 300 điểm. Lấy lại những gì đã mất. Đội của Son và Cam sẽ có 200 điểm và đội của Andy Khánh và Xoài sẽ có 100 điểm. Cố lên. Yeah. Rồi bây giờ tiếp tục là cuộc hành trình tìm kiếm các mật thư. Các đội sẽ có 10 phút để kiếm tìm. Chúng ta cố gắng nha. Và bây giờ 10 phút để tìm kiếm các phong thư để tích lũy thêm số điểm. Bắt đầu. Yeah. Yo. Con ơi. Yo. Và đây chính là số điểm của mỗi đội ở thử thách thứ hai. Phải đi xuống nhanh thì mình lấy được. Trời ơi, trời ơi. Ui, rồi cũng phải chịu thôi, con lấy rồi đi xuống chứ tìm tiếp đi. Chị Rơm nhường cho em Cam rồi, không sao. Mình có hai cái rồi này, con đưa chị Son đi. Con đưa chị Son đi, tí chị Son còn đọc. Con đưa cho chị Son lại đi. Cảm ơn em Cam. Mà con còn lấy nhiều cơ. Dạ con cầm, đúng rồi, mình sẽ đi tìm nhiều. Nước kia. Mình đi xuống đây đi. Mình phải tìm kiếm. Đúng rồi. Nhỏ mốt tạo là à, nó còn muốn được là được nhận quà đây. Đúng. Ủa không còn gì hết. Ủa nhưng mà còn máy quay là sao? À đây được cái gái vậy. Ok. Nhiều quá vậy. Lấy 50 điểm của nhà đậu. Trời ơi, nhà đậu đó. Nhà tôi đó. Nhà đậu là nhà tôi. Ủa vậy hả? Tôi ở đây bị trừ 100 điểm rồi nè. Chưa được. Lấy thêm 50 điểm nữa. Hết điểm. Đúng rồi. Con biết rồi mẹ ơi. Mẹ ơi. Chỗ này nhiều lắm nè mẹ. Ôi cho mình lên trước nha. Ôi xôi. Ôi xôi rồi. Hình như người ta hết tỏi. Cái gì vậy? Không có trên đây. Không có. Ôi không có trên này. God. Ôi đậu đâu rồi ta? Trong khi đậu đang lạc ở thế giới riêng thì các bố ở nơi này. Em nhớ vợ, nhớ con. Anh cũng thế. Không biết vợ con anh bây giờ như thế nào. Không biết có quan tâm đến sống chết của chúng ta không? Không biết có đến giải cứu chúng ta được không? Anh nghĩ là có đấy. Bởi mình chỉ biết đợi thôi em ạ. Cũng không còn cách nào nữa. Chứ biết làm sao được bây giờ. Điểm.
phải chạy đi. Nào tim nào, hồi nắng quá. Mẹ sẽ muốn vô đây để dạ vừa xoài bị nó vào chuồng. Ôi dồi ôi, sợ lắm. Ở thương đấy là sao? Cam ơi, chuyển 50 điểm cho lỗi bé Cam nè. Ờ. Đây. Được, được cho con 50 điểm nữa nè. Được cho 50 điểm đấy ạ? Ai, để mình xem nào, xem cái chỗ này nào, xem chỗ này có không nào. Chỗ này không có ta. Mình tìm chỗ khác mọi người nhá. Để xem là có không. Không có. Cây này không có. Ô, Cam ơi, không biết ở đây có phải không? Cam ơi, đây. Không biết là cái này có ai lấy chưa? Ô, cái này bị lấy mất rồi. Không có gì trong này hết cả. Mình đi tìm tiếp nào Cam. Cái nhà ai làm rồi? Ừ. Mình đi tìm tiếp nha. Mẹ, cái nhà ai làm rồi? Nhưng mà lúc nãy chỗ này tìm là không thấy có gì nữa rồi này. Ừ. Con nghĩ xem nào. Nghĩ xem. Ở đâu? Cái có một ý rồi. Ừ, ý ở đâu? Mình sẽ đi sang đây. Khi mình nào đi sang đấy hả? Chắc không? Tìm được cái nào chưa? Tìm được thư nào không? Không tìm được thư nào cả. Hết thư nào rồi. Không thể tìm được. Sắp thành công rồi. Đúng rồi. Đi nào, chạy nào, tìm nào. Mẹ tìm xem ở giữa này có. Thích rồi, mát quá. Mẹ, mình đi ha đi. Ok. Mình sẽ đến đây, mình nghĩ được có ha nha. Mình nghĩ em nào. Ở đâu ta? À, các có một ý rồi. Ý gì bây giờ? Bây giờ mình đi sang đây nhá. Ừ, ok, mình sang đây xem nào. Lên đây nhá. Lên đấy á, con thử đi, con thử bò đi, thử trèo lên. Xem trèo được không? Con trèo một mình đi. Đấy, xem thử tìm trên đấy có không nhá. Giỏi thế. Khỏe thế. Nào đi xuống cẩn thận, đi chậm. Con trèo rồi. Mát quá. Nắng không? Mày nghe thấy nhạc gì không? Hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Mình thắng rồi các em ơi. Lấy 50 điểm của một nhà bất kỳ. Rồi thêm một cái nữa, hết rồi, là thử thách lớn không cộng 97 điểm. Bây giờ hồi nãy con lụm được là người ta đọc là mình có thể lấy những điểm của người khác bất kỳ. Con đừng lấy của nhà em Cam về em xem nhá. Nhà nào bất kỳ. Con đừng lấy, tại vì vòng trước bị nhà Cam với nhà Son bị lấy điểm rồi. Bây giờ con lấy điểm nhà đội. Lấy 50 điểm của nhà đậu. Mà giờ tội nhà đậu quá, nhà đậu cũng đâu có nhiều điểm đâu. Mà mình lấy của nhà đậu nữa. Giờ mình phải làm sao? Mình đừng lấy điểm của nhà đậu đi. Chứ tội em còn nhỏ mà giờ em còn bị mất điểm của mình, lấy điểm của em như vậy. Mặc dù mình lấy được mật thư nhưng thôi tội em ha, có thể cho em ha. Con giúp cho em là con sẽ vui à. Okay, vui. Làm cho em vui mà, đúng không? Yeah, ok. Yeah. Nhưng may quá mình vẫn 100 điểm tại nhưng em Cam cũng có điểm. Ừ, ok, thôi vậy mình cũng Son làm vậy là rất tốt rồi. Dạ. Mẹ cảm ơn Son nha, đã hợp tác rất là tốt nha. Dạ mẹ. Giỏi lắm. Con quyết định là
là con trả lại con xe tới em đậu. Thì em cũng vui mà mình cũng vui mà mình cũng vui. Sharing is caring. Và đây là thành quả của các đội cho lần thứ hai kiếm các phong thư. Thử thách thứ ba đã sẵn sàng. Không biết điều gì đang ẩn chứa bên trong chiếc hộp này đây. Rồi, chú hỏi một cây nữa nè. Ai muốn có quà giơ tay. Rồi, như vậy ai cũng muốn có quà hết. Thì chú xin được chúc mừng các con. Là các con chỉ phải vượt qua thêm một trạm thử thách này nữa thôi là các con sẽ được nhận rất nhiều quà. Và ở trong những cái món quà đó thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái gợi ý. Và đặc biệt là có chiếc chìa khóa để mà làm sao giải cứu được các hoàng tử. Chính là bố của tụi con nha. Có chìa khóa để cứu được bố. Yay. Vừa có quà vừa có chìa khóa. Đang ở trong phòng bí mật. Mà bố đâu, con không thấy bố xung quanh đây. Bố vẫn còn đang ở trong phòng bí mật. Bây giờ con phải vượt qua thử thách vận động trường này cái đã. Và bây giờ thử thách này sẽ như sau. Thử thách này đầu tiên là bé lớn trong từng đội. Chúng ta sẽ phải chơi với thử thách là tay, chân. Tay nào chân đó. Có 10 lượt như vậy. Tụi con đi từ dưới đi lên trên. Thì sau khi bé lớn lên trên xong sẽ chạm vào hai mẹ. Thì hai mẹ sẽ cầm một trái banh để lên má của mình. Đó. Thì mình bắt đầu mình di chuyển một cái đoạn đường, mình qua một cái hàng rào. Mình bước lên trên đây, rồi mình đi tới đây, mình thả trái banh xuống ở ngay đây. Bước qua, cho nên là khi mà chuẩn bị bước qua là phải đếm 1, 2, 3, qua. Rồi, sau khi mà thả trái banh tới đây thì các bé nhỏ sẽ cầm trái banh đi đến vị trí cuối cùng và bỏ trái banh của mình vào cái ô màu giống với trái banh đó. Các mẹ lưu ý nè, là khi mà chúng ta chọn trái banh là phải chọn giống cái màu ở trên kia thì các bé mới bỏ vào được. Được không ạ? Rồi, đội nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, giống như trò chơi liên hoàn hồi nãy, là nếu như mà chúng ta có bất kỳ một lúc nào mà bị phạm quy thì chúng ta sẽ bị cộng 10 giây. Chị Đang nhớ như chị Đang. Ủa nhưng mà cái khúc mà trái banh là cầm lên để lên má được đúng được, không? Là cầm tay được rồi. Cầm tay được. Rất đơn giản. Sao cái này là nhận quà. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Các bé sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Và bây giờ trạm cuối cùng của thử thách lớn không xin được phép bắt đầu. Vô. Vô, ok. Sẵn sàng. Đậu ơi, mẹ sắp lên rồi. Con nhớ lấy bóng cho vào cốc nha Đậu nha. Đậu ơi, con bán là bỏ vô cốc liền nha. Ok. Em đi, vang đi, khởi động đi. Cố lên. Khởi động. Đúng rồi, khởi động đi. Chuẩn bị chưa? Và bây giờ thử thách liên hoàn dành cho các gia đình. Các cổ vũ mẹ nha, Cam nhá. Bắt đầu. Đi Son, bắt đầu, Andy. Son đi. Mẹ mau đợi nha. Đợi một tí nha. Hai tay, giờ lên. Rồi, chân đúng. Hai tay, hai bên. Đúng. Đâu. Đúng rồi. Chân lên, tay. Đúng rồi. Chân bên đúng này. Rồi. Kéo qua bên kia. Đậu ơi. Và bước qua chân mình. Đúng rồi. Đặt tay vào tay. Đúng rồi. Chân bên này. Chân. Đúng rồi. Hai tay. Đúng rồi. Bắt đầu. Hai chân. Rồi, hey, rồi. Yes. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chân lên. Đây là mẹ đi. Đúng rồi. Đậu ơi. Đúng rồi. Tiếp tục. Đúng rồi. Rồi nam sao lại lên. Đúng rồi. Xuống. Dặn người xuống. Chân bên kia. Bẻ người xuống. Xoài đang chờ đợi hai mẹ phía trước. Rồi, cố lên. Rồi, hai tay chéo. Hai tay. Yeah. Rồi, vô. Chạm vô. Rồi, cố lên. Cố lên Andy Khánh. Quả tiếp. Bỏ lên ạ. Nhìn cao
Xoài đang chờ đợi hai mẹ phía trước. Năm ơi, con lại bóng giúp mẹ với. Rồi, từ từ, từ từ. Rồi, bây giờ con lên con xếp bóng. Rồi, bây giờ xếp bóng tới đó. Xoài đang chờ đợi hai mẹ phía trước. Dạ, em chạy trước. Rồi, từ từ, từ từ. Rồi, cho con một, cho con một màu đỏ đỏ. Tới con lên sạch, gõ lên sạch. Không cần. Màu hồng ra, mẹ cầm màu hồng ra. Ok, con lên xếp màu vàng đi. Con lên xếp màu vàng đi. Đây con ơi. Con cho màu đỏ, màu vàng. Yeah. Màu gì nó nhỉ, màu xanh. Màu gì nữa? Một quả màu vàng cho con. Vàng à? Một quả màu đỏ, một quả màu đỏ, một quả màu đỏ. Sẵn sàng. Đậu ơi, mẹ sắp lên rồi, con nhớ lấy bóng cho vào cốc nha Đậu nha. Okay, Đậu ơi, con bắt là okay. Bỏ vô cốc liền nha. Ok. Xoài thì sao? Xếp màu vàng đi. Con lên xếp màu vàng đi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cam ơi. Con màu nào ta? Không, màu vàng, màu vàng, màu vàng. Màu vàng sai rồi, màu vàng, màu vàng. Con quả màu vàng đi con, mẹ ơi. Một quả màu đỏ, một quả màu đỏ, một quả màu đỏ. Không phải màu đỏ, không phải màu đỏ. Em đi. Lộn rồi con ơi. Đúng rồi. Đây. Màu đỏ, màu đỏ. Rồi, xong. Dừng. Hết rồi. Nằm mẹ Thương nào. Mẹ Thương. Mẹ bé nào. Rồi, chúng ta hãy cùng kiểm tra nha. Con bảo con mệt ạ. Mẹ rồi. Chuyên gia tới đây.
có thể là qua một số tập, nhiều phụ huynh sẽ thắc mắc là với sinh cùng độ tuổi mà Đậu với Xoài có vẻ rất là khác nhau về cái việc tập trung, về cái sự tích cực trong thực hiện hành động. Thực sự mà nói là tôi thì lại quan niệm là mỗi đứa trẻ nó là một cái sự độc đáo cá biệt, có một không hai. Đậu cá biệt thực sự là con rất là có quan điểm trong cái việc tham gia vào các hoạt động ở cái chương trình này. Nhưng mà do con còn bé và do con chưa được hướng dẫn về cái cách thể hiện những suy nghĩ của mình, cho nên khi mà đưa vào các cái hoạt động á thì Đậu không có tương tác, không tham gia, nhưng mà Đậu không có giải thích được tại sao con không tương tác, không tham gia, nên nó có thể gây cho chúng ta cái cảm giác là con không hợp tác, hay là con không nghe lời, hay là con không tập trung. Thì cái điều này tôi cho rằng cái sự khắc phục là nó phải nằm ở bố mẹ. Bố mẹ ngay từ đầu là phải rõ ràng, là phải sòng phẳng trong một cái cuộc chơi với con, thì mình phải có phân vai rõ ràng ai nhiệm vụ gì, và chúng ta cần phải có cái sự thỏa thuận với con. Khi mà thỏa thuận mà con đã thống nhất với mình thì con sẽ tự giác tích cực làm theo cái sự thỏa thuận đó, hơn là chúng ta vẫn tiếp tục cố nài ép con. Xin được chúc mừng tất cả các gia đình đã hoàn thành thử thách cuối cùng này. Có thể nói đây là một thử thách không hề đơn giản, nhưng mà tất cả các bé đã nỗ lực hết mình để mà có thể đạt được những cái thành tích rất cao, đúng không ạ? Và ba đội chơi của chúng ta đều có thành tích khá là tương đồng với nhau, không có chênh lệch quá nhiều. Một đội đã hoàn thành là 2 phút 9 giây, một đội là 2 phút 17 giây và một đội là 2 phút 13 giây. Chỉ có chênh lệch vài giây như vậy thôi, nhưng mà số điểm thì sẽ chênh lệch rất nhiều. 2 phút 9 giây, đó chính là đội của Andy Khánh và Xoài. 2 phút 13 giây là đội của hai tiểu thương Son và Cao. Và 2 phút 17 giây là đội của bé Đậu và Andy. Chưa, mình vẫn còn cộng điểm Phạm Huy nữa. Đây, sau đây sẽ là điểm Phạm Huy. Có một đội duy nhất không Phạm Huy, đó chính là đội của Andy Khánh và bé Xoài. Đội của Son và Cam là có một lỗi là do rớt banh mà đi tiếp. Thường là rớt banh phải lụm lại, nhưng mà rớt banh này lại là đi tiếp. Thôi không sao, hai chị em lụm lên đi tiếp. Mình bị trừ rồi mình sẽ biết thôi. Chơi lại đi. Chơi không chị? Rồi còn đội của Andy và đội bắt đầu thì có hai lỗi. Một là Andy đã đi sai một hàng. Hai là có một thành viên trong đội là quay truyền hình thực tế nhưng mà tưởng là quay phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, đang quay nằm sổ la trên bãi cỏ. Đó chính là bé Đậu. Nhưng mà không sao, đã được bé Andy hỗ trợ cho nên cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng mà vẫn bị tính là một lỗi cộng thêm 10 giây. Như vậy tổng lại đội của Andy Khánh và Xoài là 2 phút 9 giây và có 300 điểm. Đội của Son và Cam có tổng số thời gian là 2 phút 23 giây và có được 200 điểm. Và đội của bé Đậu cùng với Andy có tổng số thời gian là 2 phút 37 giây và 100 điểm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành vòng thi cuối cùng. Và bây giờ các con có muốn nhận quà không nè? Con muốn nhận quà nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đến với vòng nhận quà. Và đây là kết quả cuối cùng của mỗi đội ở thử thách cuối cùng. Các gia đình thân mến, như vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến với phần nhận quà. Một trong những cái phần mà các bé rất thích đúng không ạ? Và có thể nói để đến cái phần nhận quà này thì các bé cũng đã nỗ lực rất nhiều với sự hỗ trợ của các mẹ. Và bây giờ thì trước khi mà công bố cái số điểm mà chúng ta đạt được sau các vòng thi thì có những cái điều bất ngờ đã xảy ra trong cái suốt hành trình mà chúng ta đi tìm những cái mật thư. Đầu tiên, đó là bé Son đã được phép là lấy 50 điểm của đội Andy cũng như là của đội bé Đậu. Nhưng mà Son đã không có lấy 50 điểm đó, để lại 50 điểm cho Andy và cho Đậu. Nhưng bên đây, thành viên áo đỏ này cũng được quyền lấy điểm của một đội. Đội đó là đội nào? Dạ. Con đưa điểm của nhà em Cam về cho em xem nhá. Nhà nào bất kỳ. Con
con đừng lấy, tại vì vòng trước bị nhà cam với nhà son bị lấy điểm rồi. Bây giờ con lấy điểm nhà đội thoát. Không, không, con sẽ lấy vé đi. Xin lỗi chị nha. Anh Andy ơi, cho Andy lấy 50 điểm của anh Andy đi. Tại vì Andy nhận được lá thư là Andy sẽ lấy được những điểm nào của nhà bất kỳ. Không, còn có điểm mà. Còn lấy được cái gì nữa đâu. Mẹ đây nè. Bị trừ 100 điểm rồi. Ai ơi trời ơi. Mẹ đây nè. Bị trừ 100 điểm rồi. Còn điểm gì không? Bây giờ đưa đây. Bây giờ đưa đây. Bây giờ còn 1 điểm nữa đây luôn. Có điểm không rồi. Còn có 20 điểm mà. Vậy thì đưa 20 điểm đây. Không. Người ta hết tiền rồi. Ê, đừng có lấy mà. Andy cứ đen. Andy thì sao con? Ngày hôm nay con cảm thấy như thế nào khi mà con bị xui ơi là xui luôn, cả hai đội đều bóc được trong cái phong thư lấy điểm của con. Vì biết là con chỉ xui. Chỉ xui nhất là cái lúc đi xuống cầu thang bóc ngay phong thư đúng xui xui hơn chữ xui. Móc ra ai về đâu, trừ 100 điểm. Xui hơn chữ xui. Biết dùng từ xui hơn chữ xui, trừ 100 điểm. Trừ 100 điểm cho nhà con đó hả? Sao rất nhiều những cái xào xáo như cái việc chia điểm, lấy điểm, rồi giành điểm, rồi trả điểm lại. Thì cuối cùng đội Andy và đội của Đậu đã có được tổng số điểm là 535 điểm. Xin chúc mừng. Cao quá trời. Tương đương với đội tụi con sẽ có được 2 phần quà, cũng như là 2 chiếc chìa khóa trong cái rương kia. Đội của Andy Khánh và đội của bé Xoài đã có được tổng điểm là 965 điểm. Xin chúc mừng. Oh my god. 965 điểm. Nhưng mà chưa biết là mình có nhất hay không. Bởi vì còn một đội nữa. Đội của những thiên thần. À, Andy Khánh. Dạ. Con có nghĩ là đội con đứng nhất không? Con Xoài. Không biết bỏ tay luôn. Con thích 6 phần quà hay là 4 phần quà? Ba. Con sáu. À, ba đây là 6 đúng không? Nếu như tụi con nhất, tụi con sẽ được 6 phần quà cũng như là 6 chiếc chìa khóa. Đội của Sơn và Cam có tổng số điểm là một con số rất đẹp. Đó là 1111 điểm. 1111 điểm. Và cũng chính thức trở thành đội chiến thắng sau 3 vòng thi. Và điều đó có nghĩa là đội Son và đội Cam đã có được 6 phần quà cũng như là 6 chiếc chìa khóa. Xin chúc mừng. Tụi con cảm ơn cái thôi. Yeah. Phải nói hôm nay là ngày của Cam với lại Son. Là các bạn làm rất là tốt nè, rất là tập trung, làm vượt qua những cái thử thách. Mặc dù cũng không phải là quá đơn giản. Cuối cùng hai cô công chúa ngày hôm nay thì cũng đã làm cho cả hai mẹ đều khá là bất ngờ. Rất là tự hào vì hai mẹ con với những gì mà hôm nay hai mẹ con đã làm được. Congratulations. Yeah. So proud of you. Một đẹp pháo tay dành cho hai cô công chúa. Yeah. Rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ Son ơi, Cam ơi, tụi con qua đây nhận 6 hộp quà. Mỗi bạn sẽ được nhận 3 phần quà. Mang con bể ra phía trước cho mẹ. Chọn hộp nè. Con bể ra đây. Dạ đúng con. Con muốn cái bự này đúng không? Rồi để chú giúp con nha. Ai da. Rồi. Hộp này đây nhá. Rồi con muốn lấy cái con gì? Con để lên đấy. Rồi được rồi con. Đủ rồi. Rồi đủ rồi. Bây giờ là mình tới phần mình mở quà ra. Mình mở quà tại chỗ luôn Cam ơi. Rồi. Cái này hay gì? Mẹ mở phụ sao? Rồi, đó là gì ạ? Một thùng sữa của cô gái Hà Lan ạ. Rồi, một thùng sữa Dutch Lady, cô gái Hà Lan. Con phụ em đi. Đây, 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 đây. Andy giỏi quá. Rồi, rồi. Wow, món quà của Son là gì vậy ta? Một bộ ra giường dành cho gia đình. Đây. Ôi, cảm ơn. Yeah. Con dơ ra, mày quay cho các cô chú
chiếc xe đạp. Trời ơi, bóc được quà đẹp không nha? Quà xịn không? Thiệt là xịn sò. Đâu rồi? Oh my god. Của con. Con nói với tất cả mọi người, chỉ có một phần quà này là một mình là đẹp nhất. Đẹp nhất? Tại sao đẹp? Tại vì nó là Bonnie hợp lý với lại Thon. Rồi, ôi cái này hình như là quýt suy nè. Ui nó bóp, xong cái nó phục ra. Bóp, xong cái nó phục ra trở lại. Ôi một nguyên cái quýt suy cây kem luôn, dễ thương dữ. Ủa? Con ôm vào người đi, đúng rồi. Cái ta cầm anh lấy ra, để anh lấy ra. Con cầm cái gì đó? Nó không muốn mở. Ờ, đợi chí, đợi chí, con ra cầm nha. Rồi, một tràng pháo tay chúc mừng cho Son và Cam. Rồi, ok. Đội của Andy Khánh và đội của bé Xoài đâu? Đây ạ. Đội của tụi con sẽ nhận được 4 hộp quà. Mời tụi con lựa. Ok, thế con lấy cái này. Ok, rồi, bưng ra. Ui. Rồi, con chọn thêm một cái nữa. Một cái nữa thôi. Đây ạ. Một hộp nữa đi con. Ôi trời. Wow. Hai hộp to thế à? Rồi, Andy. Hai hộp bự luôn ghê ạ. Con chọn mấy hộp? Con được hai hộp. Con chắc chắn chưa? Chắc chắn là hai hộp. Ờ, chắc là con gì đấy? Mẹ không biết bây giờ mình phải mở, nhưng mà con chắc chắn là hai hộp này chưa? Rồi. Rồi á? Không chọn luôn nào. Thích lấy bự mà. Đó đúng rồi, cái đó đi. Dạ cái nào? Với cái nhỏ thôi, đừng có bự. Con chỉ chọn hai cái thôi. Rồi, hai món đó đó. Thì thầy lấy. Đợi. Rồi, okay. Này lại phải không? Con lấy hai phần bự này. Rồi, ok. Rồi, ra đây. Bự quá. Bưng ra đây. Rồi, tụi con mở quà đi. Ok, xoay mở. Xoay. Xoay mở cùng với lại mẹ Trang đi. Ôi hình như cái này là con có thể chơi được nè. Một bộ đồ chơi rất là đẹp. Con đây. Cái gì đấy? Khủng long. Cái gì đấy? Khủng long. Cái này là gì? Con thú thích quá. Một con súng. Khủng long luôn. Khủng long cả súng luôn. Một tí nữa nha, một tí nữa tới con em nha. Quay phía thằng đây. Bây giờ mình bóc nốt cái này xem là gì nhá. Con thích ông Xoài. Con có thích cái này không? Thích cái này không? Súng. Con thích cái súng à? Rồi. Wow, một cái ba đây. Wow. Con thích ông mà. Dạ, con cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Trời ơi. Cảm ơn chú. Đây, mở ra đây. Xoài đây. Trời ơi! Cái gì đây? Ôi! Cái này có thể làm kem nè! Cái này để làm kem! Còn cái này đây là... Đây là bộ làm kem! Để lạnh là thành kem! Và làm jelly! Kem thật đúng không? Kem thật! Kem thật đấy! Đây! Cái khay đá này! Cái bộ làm kem này! Cái xoài đấy! Rồi! Qua vậy là được! Ok! Nè! Xoài ơi! Đúng như ước mơ của con là 3 phần quà rồi đó! Rồi bây giờ Andy! Và bé đậu. Đậu ơi, ra nhận quà nào con. Ra nhận quà con ơi. Con lại chọn quà cái đậu okay. Ơi. Ok. Andy với lại đây. Andy với đậu ơi, qua đây nhận quà này. Đây. Con lấy quà nào Andy? Dạ đây. Bự đúng không? Con lấy bự hả? Con lựa bự. Đây đây đây, lấy bự rồi. Đậu ơi. Đậu ơi, con qua lấy quà này. Con muốn quà nào? Con muốn hộp nào? Hộp bự luôn. Đây. Hộp nào? Con đây. Hộp bự luôn. Rồi, chắc chưa? Rồi. Rồi đây, mình ra đây mình mở quà. Nhân quà là gì đây? Đây. Gì? Em vàng hả? Em vàng là một là trong người nhỏ nhất trong gia đình. Qua đây con nói chú nghe coi, qua đây, ngồi qua đây. Em vàng là sao? Em vàng là một thành viên nhỏ nhất trong gia đình hai bên số. Hôm nay con không chọn hộp này, con chọn cái này rồi, có phải ok thôi. Không, mà nhưng mà cái này thôi. Thế mà lúc này không chọn thôi. Ừ, con không chọn như thế này. Ok.
cái này là đúng với chương trình luôn nè. Rồi các gia đình, như vậy là chúng ta đã vừa đến với cái phần nhận quà. Bây giờ mới là cái phần quan trọng nhất, là phần giải cứu các hoàng tử. Theo những thông tin mà em nhận được là các hoàng tử đang rất nóng lòng để gặp các công chúa. Các con có nóng lòng gặp ba của các con dạ không? Thôi mình dừng chương trình ngay tại đây được không? Đừng tiếp tục nữa được không? Thôi cho chị nghĩ là mình nên dừng từ sáng rồi. Mệt quá đúng không? Đỡ mệt đúng rồi. Mệt quá rồi. Nhưng mà yên tâm đi, em biết rằng mọi người đã vất vả rồi. Thì sau khi mà cứu các hoàng tử xong thì mình sẽ tiếp tục ra đây để mình khui những phần quà còn lại. Được không ạ? À? Dành cho các mẹ. Bởi vì các mẹ đã rất vất vả rồi. Và bây giờ, trước khi bước vào bên trong kia sẽ là phần nhận chìa khóa. Thưa quý vị, đây là một chiếc hộp chứa đựng 12 chiếc chìa khóa. Yeah. Đây là những chiếc chìa khóa bí mật của chương trình. Hồi nãy đội nào nhận được bao nhiêu phần quà thì đội ấy cũng sẽ tương đương nhận được bao nhiêu chiếc chìa khóa như thế. Nhưng trong đây sẽ chỉ có đúng một chiếc chìa khóa là mở được căn phòng đang chứa đựng các ông bố mà thôi. Có nghĩa là mình nhiều chìa khóa thì cái khả năng mình được cái chìa khóa thiệt là đúng. Cao vậy thôi. Đúng rồi. Chứ còn chưa chắc là nó là cái chìa khóa thiệt. Đúng rồi. Nhiều khi người có hai chìa lại mở được. Bây giờ sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Ta da. Đây là những chiếc chìa khóa. Son với lại Cam ơi, tụi con lên đây. Rồi bây giờ. Giờ mình chọn con tự lấy nhá, con thích cái nào con lấy. Cam lấy một chìa. Rồi, Son lấy một chìa. Rồi, Cam lấy một chìa nữa đi con. Đưa mẹ cầm cho. Một chìa nữa con ơi. Cái nào cũng mình nhỉ? Rồi, Son một chìa nữa. Đúng rồi. Rồi. Tới Cam một chìa nữa. Con phải lấy cái này. Chìa nào mà con thích. Bất cứ chìa nào. Rồi. Rồi Son lấy. Son lấy cái này đi con. Rồi. Bây giờ đội của Andy Khánh với lại Xoài lên đây. Con lấy một cái chìa này, con để cái này. Để cái này em hai. Con lấy đi. Hai cái. Một cái nữa. Một cái nữa. Ok. Ok. Rồi. Rồi xong. Riêng đội của Andy và Đậu mời hai bé ra đây. Coi chừng chúng em. Rồi. Thôi con cứ cầm chìa khóa đi cho gọn. Ừ rồi, trả cái hộp lại cho chú. Nhiều đi. Khi cái việc cuối cùng ôm nặng lắm. Là cái gì chính xác. Con biết đâu. Cái này chìa khóa giả rồi. Gõ mà không thấy kêu. Các đội chơi thân mến, sau khi mình lấy xong cái chìa khóa rồi và cũng đã biết được rằng sẽ chỉ có đúng một chiếc chìa khóa là chìa khóa thật mà thôi. Và người mà nắm giữ chiếc chìa khóa thật sẽ có một lợi thế cực kỳ lớn ở trong căn phòng đó. Chúng ta hãy cùng chờ xem đội nào là đội đang nắm giữ chìa khóa bí mật nha. Rồi và bây giờ xin mời tất cả các đội chơi sẽ cùng tiến tới các lâu đài và cứu các hoàng tử. Yeah, đi cứu bố. Thầy ơi. Yeah. Đi cứu bố thôi. Mọi người đâu rồi? Mời các gia đình ra bên đây. Đây chính là chiếc ổ khóa của căn phòng bí mật. Bây giờ một trong 12 chìa sẽ là chìa khóa thật. Và hãy nhớ rằng ai nắm giữ chìa khóa thật thì sẽ có một cái lợi thế cực lớn khi bước vào trong căn phòng này. Đội hai công chúa, hai tiểu thư ơi. Lại đây đưa Cam, lại đây nè. Rồi, bây giờ ai xong phòng ở trước, Cam hay là Son? Rồi Son. Rồi xoay qua phải. Rồi không được, chúc mừng con. Cầm cái này về chơi nè. Rồi bây giờ Son mở luôn, con đẩy sâu vào. Đây để chú thử nha, để chú thử nha. Chìa thứ hai cũng không được. Giờ chú thử cho con luôn nha. Đây. Ồ hay quá, tay mình như tay thần vậy đó.
mình đụng vô cái mình dặn cái ra được không biết có mở được hay không. À dặn qua phải được rồi. Mình đã mở được rồi. Tụi con sẵn sàng để đi gặp bố chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mở ra cái ào vô liền nha. Ok. Rồi, từ từ né đây nha, cái này coi chừng trúng mặt tụi con. 1, 2, 3. Ủa kỳ vậy? Để con mở cho. Từ từ, cửa này em chưa mở bao giờ. Để em ráng mở. Rồi, à đây. Người ta đẩy vô. Mẹ em si kéo ra. Kéo tới mai. Cửa bí mật chị ơi, em chưa bao giờ vô chị. Có chịu nổi không? Ở trong đây nó mát thôi nhưng mà phải chịu đựng rất nhiều sự hành hạ. Rồi, đây sẽ gặp bố đó này. Chào mừng tất cả các gia đình đã đến với căn phòng bí mật. Và nơi đây là nơi mà các con sẽ được chính thức giải cứu hoàng tử, chính là bố của các con. Bây giờ các con thử đoán rằng sau tấm màn đỏ này thì đó là điều gì? Nó sẽ là ai? Bố đâu? Nhưng mà Andy Khánh, con nghĩ rằng hoàng tử của con ở trong căn phòng số mấy? Số 2. Con nghĩ là số 2. Thế còn xoài? Xoài không đoán được. Thì con đoán là bố ở trong. Đây, ai kia? Cam đoán. Còn Son đoán ở đâu? Dạ, 6. Số 6 luôn. Hai bé đoán căn phòng số 6. Còn đậu, con đoán đậu, coi. Đậu đoán số mấy? Đoán xem bố ở đâu nào. Số mấy? Số mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, đề nghị các nhân vật ở phía bên trong chúng ta thụt tay vào trong mà. Please put your hand inside. À vậy hả? Nói tiếng Anh mới hiểu. Today when finding the touching the hand and trying to find the papa, I really thought that Angelina would find me quite quickly. Rồi, trước khi tụi con đoán thì một cái điều đặc biệt dành cho đội đã giành được cái việc là mở được ổ khóa. Chìa khóa đó thuộc về đội của Son và Cam. Thì cái phòng số 4 này là gợi ý không phải là bố của Cam hoặc là Son. À, thế con phải chừa cái phòng đấy. Đó là quyền lợi thế duy nhất mà mình có được. Vậy thì bây giờ Cam và Son phải đoán làm sao trong 5 căn phòng còn lại đâu là nơi mà bố mình đang ngồi. Tuy nhiên khi tụi con tiến về những bức màn này, tụi con không được quyền nói gì hết. Tụi con chỉ có lặng lẽ đi lại, sờ tay. Nhưng tụi con còn phải bịt mắt nữa. Hả? Tụi con phải bịt mắt lại. Và tụi con phải cảm nhận xem đâu là bàn tay bố của mình. Tụi con hiểu chưa ạ? Andy, con có mong chờ gặp bố luật của con không? Dạ không, tại con thấy rất bất công. Tại sao bất công? Tại vì bố thì sung sướng nhưng mà các mẹ và các con phải ở ngoài nắng. Trời ơi. Hay quá Henry ơi. Có một người đàn ông ngồi trong kia cháu đang đau lòng dữ lắm. Anh trong này sao anh? Anh khỏe, nằm ngủ không? Thì đó, em biết anh rất khỏe trong này trong khi em ngoài nắng. Ở trong lâu đài được ra mát. Ngồi rất là rất mát. Rất là sướng. Anh theo dõi từng bước chân này, anh lo lắng này. Anh và anh quay được rất là nhiều clip để đăng không, mạng. Anh đăng cái clip vui như thế để tối về khi mà hai mẹ con tắm rửa, ăn cơm sạch sẽ xong xuôi thì anh sẽ cho xem để giải trí, xả stress sau một ngày vất vả này. Đấy, mục đích của anh là như thế, còn anh vẫn theo dõi hai mẹ con. Rồi bây giờ đội của Andy và bé Đậu sẽ tiến lên trước. Bố, con nghe bố. Con đến gần lên để nói. Ai ta? Ai lên trước ta? Bây giờ tất cả chúng ta không ai nói gì nữa. Căn phòng này sẽ bắt đầu yên lặng.
rời tay đi, có phải bố mình hay không? Nếu có con gật đầu, không phải con lắc đầu. Phải hay không? Rồi, nếu không phải mình bước tiếp. Phải hay không? Trời ơi, cái bàn tay gì mà kỳ cục vậy? Rồi, có phải hay không con? Không phải. Rồi, con rờ đi, có phải tay của bố mình không? Ôi, mân mê, sơ sẩm. Rồi, bên này. Phải không con? Không phải luôn. Rồi, có phải căn phòng này hay không? Mình điên lặng nha. Tại vì cái ngon út của bà có móng tay của bà nó dài lắm. Đúng hay không? Con gật đầu hay con lắc đầu? Gật đầu đúng không? Rồi. Móng tay của bà nó dài lắm. Cho nên con phát hiện. Con có nhớ phòng của con không? Dạ, phòng số 2. Ok, con chốt. Mình không nói gì hết. Mời con. Mình không nói gì nha. Bây giờ coi là mình có biết hay không nhé. Phải hay không? Từ chối rồi. Tiếp tục phòng tiếp theo. Rờ đi con. Sao con khẽ tay vậy? Con khẽ là con biết không phải hả? Ok. Đúng hay không? Dạ đúng. Đúng, con có chắc chưa? Con có muốn sờ tiếp hay không? Con chốt rồi đúng không? Rồi, con đã chốt. Sự lựa chọn là của con. Chú thấy mẹ con hoang mang lắm. Rồi, chúc mừng con. Bây giờ tới son. Dạ. Mình đi lên đây. Dạ. Mình không nói gì hết trơn nha. Dạ. Từ từ. Con sờ thử đi. Đúng không con? Rồi, đây, con rờ thử. Rồi. Rồi, chúc mừng con. Con chắc không? Chắc bao nhiêu phần trăm? Từ 1 tới 100 thì chắc số mấy? Dạ 100. 100% là cao nhất. Rồi bây giờ lên con. Yo. Riêng cái này thì rất tự tin về việc là con sẽ tìm ra mình. Con lắc đầu hay gật đầu? Rồi, tiếp tục vô bên đây. Con sờ đi, lắc đầu hay gật đầu? Lại lắc đầu. Con sờ đi, lắc đầu hay gật đầu? Lắc đầu. Rất nhanh. Đây, tiếp tục. Lắc đầu hay gật đầu? Chốt. Đây là căn phòng đã được chốt dành cho bé. Các bàn tay khác thì Đậu không hề do dự, Đậu lắc đầu luôn. Nhưng đến bàn tay này thì Đậu chững lại 1-2 giây gì đấy và Đậu gật đầu. Thì mình, ôi, lúc đấy mình rất là kiểu Đậu thì ra Đậu cũng rất là có chính kiến và rất là cũng hiểu được cái trò chơi ngày hôm nay là nó như nào. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Mình đưa tay lên. Mình đưa tay lên. Không có cảm giác gần gũi rồi, thôi đi. Không cần thở tay luôn. Mẹ cũng không nói luôn.
mẹ không được nói gì hết. À không, phòng này, phòng này. Con nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi Cam. Đúng rồi, con nhắm mắt lại. Con nhắm mắt lại. Rồi. Rất nhanh. Lắc hết luôn. Từ từ, từ từ, con cuối cùng là con chọn phòng nào? Phòng nào? Phòng này phải không? Phòng này đúng không? Gật đầu hay lắc đầu? Rồi, gật đầu. Rồi, Cam đã chọn. Đến phòng cuối thì Cam, nhưng mà chắc là Cam cũng khá là sợ nhận nhầm, nên là Cam cũng lý nhí trong mồm bảo mẹ là con không chắc nữa. Nhưng mà mình thì cũng được nhìn nên là mình cũng chắc chắn hơn và chọn lựa đấy là cả hai mẹ con. Rồi, lên. Phụ huynh lẫn học sinh không hề nói gì hết trơn nhé. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Không, mình không mừng, mình không nhìn, mình không nhìn. Mình không nhìn, mình không nhìn. Mình sờ tay thôi. Từ từ đây. Từ từ, không nói nha, mẹ không nói luôn nha. Đây, qua đây. Không nói, không nói. Lật đầu hay lắc đầu con? Lật đầu hay lắc đầu? Lắc. Lắc. Lắc hay gật? Tay bố. Đúng không? Con chắc không? Con chắc không? Tay bố. Đúng. Đúng, 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 đúng. Rồi thôi, về, 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 mình về, mình về, mình về. Mình về. Con chắc không? Đúng chắc chắn à? Rồi. Tay bố xài, nói chung là mẹ xài nhìn rất là nhiều rồi. Và khi mà xài chọn đúng là tay đấy thì mình cũng chắc chắn với quyết định của xài. Bây giờ, tụi con đứng dậy. Andy Khánh, Andy và Son, tụi con đã có sự lựa chọn của tụi con rồi. Tụi con chạy lên cái phòng nào mà tụi con nghĩ rằng đó là bố của tụi con nhá. Nhưng không mở rèm, mình đứng lên cái phòng đó chút xíu thôi. Đúng. Con nghĩ là phòng nào thì con đứng đó. Không, 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 không lại gần hơn, không lại gần hơn, không lại gần hơn, không lại gần hơn. Làm sao quay? Ủa con đứng đâu vậy anh Đi? Đứng đứng đâu đứng? Nãy con chọn phòng nào? Bây giờ con sự lựa chọn lại đó chính là căn phòng này. Rồi ok, con sự lựa chọn của con. Vậy là Cam là phòng nào ta? Cam là phòng đấy ạ. Cam là phòng này luôn. À, có hai bé đang đứng ở đây để giải cứu một hoàng tử. Liệu rằng hoàng tử này sẽ thuộc về ai? Bây giờ mình sẽ mở từng phòng nhé. Chuẩn bị. Một, hai. Yeah, step outside with the door. I was very emotional when she was just outside the curtain, and then I saw her that she got it correctly. I also feel you because I feel that I remember you. I remember how I feel in you. Yeah. So you saw that, right? Không ai lựa chọn hết, để sau mình tính đi ha. Cái phòng này là phòng mà Đậu đã chọn. Con đang đợi chờ ai? Hoàng tử? Có phải là hoàng tử của Đậu hay không? Có phải là bố Duy không? Đậu chọn mà. Một, hai. Everything.
mừng, Đậu đã tìm được hoàng tử. Tiếp theo, đây là cái phòng mà bé Xoài đã chọn đúng không? Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng có phải ba cái bé Xoài hay không nhé. 1, 2. Bé Xoài nhìn thấy bố đội mũ Xoài thấy buồn cười không? Hơi lạ thôi. Rồi, đành nhắm mắt buồn ngủ. Đây, Andy, Andy Khánh, con nghĩ rằng bao nhiêu phần trăm đây là bố của con? 100%. Hả? 100%. 100%. Con tự tin chưa? 1, 2, 3. Mời Hoàng đến làm đã. Hãnh diện gì là Andy đã tìm đúng nơi và đã cứu được ba. Rồi, đã có 4 tiếng reo hò. Đến phần quan trọng nhất, 4 gia đình đã tìm được câu chuyện hạnh phúc của riêng mình. Tuy nhiên, còn 2 căn phòng còn lại, 2 bé thì lại chọn 1 căn phòng. 1 căn phòng không lựa chọn. Chúng ta hãy cùng chờ xem ông bố ở căn phòng này là bố của Andy hay là bố của Cam. Mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Pharaoh Ai Cập đã tìm được con của mình. Ôi trời đất, tôi có 2 đứa luôn à? Cả nếp cả tẻ này, con nên về với bố con. Có công chung với bố đâu. Lúc đó không phải bà con cũng vui, tại vì cái vui là chính. Thôi đừng có lấy lý do vui là chính. U là. Con ơi, con có muốn nói gì không? Dạ không. Chú nghe thấy một tiếng tan nát ở trong căn phòng còn lại. Một cái gì đó nó đổ vỡ từ bên trong. Nhưng mà không sao, chắc ông ấy cũng đang mỉm cười. Mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi đâu, chắc là con mình sẽ nhận ra mình. Nhưng mà Andy chưa tới phòng của anh luôn. Mình cảm thấy bị hụt hẫng cực kỳ. Mà mắc cười nữa. Bây giờ mời con qua phía bên này. Sao chị Trang? Thật ra hồi nãy á, ở dưới này hai mẹ con lúc mà Andy chọn phòng số 3 là chị nói ba con chắc chắn phòng số 5. Tại sao chị nghĩ vậy? Tại vì á, lúc mà Andy Khánh qua bên đó đó, Andy Khánh rờ cái tay là thấy đánh qua đánh lại là chỉ có chồng tôi xàm kiểu đó thôi. Nhây nhây cỡ đó là chỉ có tiếng lực chỉ thôi. Có ông lực thôi chứ không ai đó. Nhưng mà tại vì con tôi không tin tôi. Con không tin mẹ. Con cãi cha mẹ chăm đường con hư. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ông bố cuối cùng. Anh thấy như thế nào hả võ sĩ Đạo? Tôi muốn vô lại quá. Tôi ngồi trong đó mồ hôi nó chảy, tôi ướt hết. Chờ đợi mỏi mòn cả một ngày với con tới cứu, nhưng con lại cứu hoàng tử khác. Rồi, chúc mừng các gia đình, bởi vì các gia đình đã đoán rất là chính xác ông bố của mình. Và tất cả 5 gia đình đoán đúng đều sẽ được nhận thêm 1 phần quà nữa. Có quà, con đoán đúng không? Có quà đấy con. Trừ anh Tiến Luật, anh không được nhận quà. Thôi, có ý kiến cho Andy nhận phần quà với. Bây giờ chị Trang có ý kiến cho Andy nhận quà. Các bé còn lại có đồng ý cho Andy nhận quà hay không? Yeah. Đồng ý. Cho luôn. Mình chọn một món. Rồi bây giờ, rồi con chọn, con gọi Đậu về vui với gia đình. Mời các gia đình mở quà. Đây đây. Ơi.
đậu là cái món quà gì? À, đậu là đồ chơi Play-Doh. Chơi đồ hàng. Một bộ nồi bốn món. Trời ơi, hôm nay đích thị là ngày của Cam rồi. Vừa xe đạp vừa bộ nồi, cái gì cũng có hết. Còn có thùng sữa mang về à, nữa. Tuyệt quá. Quá tuyệt vời. Đâu, bên đây là gì? À, người nhện. Cái máy sấy. Trời ơi, cái này cả gia đình con xài được. Sao anh Long? Cái này là của ba. Của ba. Ba xài, mẹ xài, con xài được luôn. Đâu, để coi Andy nhận được quà gì. Puzzle, con thích không? Con buồn lắm. Sao buồn vậy? Đã bóc sai rồi. Tại con sai. Rồi, như vậy chúc mừng các con đã có thêm phần quà đến từ chương trình. Yeah. Còn nhớ bố không nhỉ? Bố bị hai ông bắt xoài ạ. Thế là xoài kiểu bố à? Mấy? Hai ông. Ba. Ba hả? Nhiều lắm. Thế à? Thế... Bốn ông. Thế à? Cận năm ông. Thế lúc đấy con còn nhớ bố không? Hả? Có. Trên thang điểm 10 thì chắc là phải được 10 điểm đấy. Tại vì là con đã rất cố gắng trong cả những cái hoàn cảnh rất là nóng nực và mệt nữa, tham gia rất là nhiều hoạt động liên tục, nên là vì về ý chí cố gắng thì sẽ cho điểm 10. Đậu không hợp tác phần thi nào cả. Có đoán được không? Nhưng chỉ một phần thi duy nhất cuối cùng, đó là phần thi đoán tay, thì Đậu đã hợp tác và vượt qua một cách gọi là trọn vẹn. Đây là cái phần thử thách mà Đậu nghiêm túc nhất trong ngày hôm nay. Mình nghĩ là Cam sẽ học được những bài học, ví dụ như là phải nỗ lực hết mình trong những cái cuộc thi chẳng hạn. Mình thì mình không bao giờ bảo với Cam là trong bất cứ cuộc thi nào là con phải giành được chiến thắng hay là phải bằng mọi cách để được nhất, nhưng mà phải cố gắng hết mình. Nên là hôm nay thì khi mà tham gia các cuộc thi thì Cam đã không bỏ cuộc. Và một cái nữa thì đấy là mình cảm giác là ngày hôm nay thì Cam cũng năng nổ hơn, hoạt bát hơn và có tính đồng đội hơn khi mà tham gia các trò chơi có mang tính đồng đội. Đấy cũng là một bài học rất là lớn mà ngày hôm nay chương trình đã mang lại được cho bé Cam. Đây là một cái trải nghiệm cho Andy mà Trang cảm thấy là quý báu. Và Trang cũng rất cảm ơn chương trình đã cho ra những cái trò chơi cũng như là cho ra những cái thử thách để cho các bé trải nghiệm, đặc biệt là Andy ngày hôm nay. Nếu mà anh xem được ngày hôm nay sẽ thấy là Andy rất là giỏi. Giỏi phải không? Giỏi. Tất cả những cái gì mà trước khi anh đi anh biết, anh đã truyền hết bí kíp cho Andy rồi. Hả? Hôm nay vừa vui nè, vừa được vận động nè, quan sát các con học được tính kiên nhẫn, làm việc không có than phiền gì hết. Cho nên ngày hôm nay phải nói là một ngày rất là vui cho gia đình của Son nói riêng và cho sáu gia đình nói chung. Yeah! Không ngại bất kỳ khó khăn đến từ các thử thách hay điều kiện thời tiết nắng nóng của mùa hè, các con luôn nỗ lực, bền bỉ với tinh thần chiến đấu cao ngút trời, để rồi bứt phá ở từng chặng thử thách và thành công giải cứu các bố. Có lẽ một phần rất lớn là nhờ các mẹ luôn bên cạnh và đồng hành cùng các con. Thế mới thấy ai nói phụ nữ luôn là phái yếu, đúng không nào? Vậy thì các bố ơi, hãy tự hào về các mẹ và các con nha, vì ngày hôm nay ai cũng thật tuyệt vời. Son ơi, con lại đây luôn. Cảm ơn Son rất nhiều, cảm ơn tụi con rất nhiều vì đã cùng nhau cố gắng để mà hoàn thành tất cả các thử thách ngày hôm nay. Và điều quan trọng nhất là đã giải cứu được tất cả các hoàng tử trừ một người. Em vậy là chúc mọi người có quyền về là ổng dẫn vô chặt luôn nè. Nếu chị muốn ký gửi lại em cũng nhận nữa. Tự cái đâu có cứu được tao. Now comes the next game. Husband has to find the right wife. Next one. Next episode. Quý vị thân mến, chúng ta có thể thấy được rằng là ngày hôm nay thông các thử thách thì chúng ta một lần nữa nhận được thấy rằng các bé đã từng ngày khéo léo hơn, mạnh mẽ hơn và có thể phán đoán được đâu là ba cũng như là mẹ của mình chỉ thông qua một cái việc là chỉ là sờ thôi. Thì tôi cho thấy rằng là cái sự gắn kết trong gia đình là cái điều rất quan trọng. Mỗi ngày chúng ta cần phải chạm vào nhau, cần phải yêu thương nhau
và cần phải chăm sóc nhau. Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình luôn mong muốn lan tỏa đến tất cả quý vị. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Dutch Lady, sự cô gái Hà Lan nền tảng vững vàng sẵn sàng bứt phá đã tài trợ độc quyền cho chương trình. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình lần sau. Bây giờ mọi người chúng ta hãy cùng một lần nữa làm thử thách của chương trình nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Và bây giờ 1, 2, 3 thử thách lớn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến cuối cùng thì tổ chức áo vest đen đã chịu thua trước sức mạnh và sự đoàn kết của các mẹ và các con. Sứ mệnh giải cứu hoàng tử bố thành công tốt đẹp. Phương Quốc trở lại cuộc sống thanh bình như xưa. Lần này, nhiệm vụ vượt qua thử thách sẽ thuộc về các ông bố của chúng ta và các bé. Bắt đầu! Thôi, đầu đi trước đây. Số mấy? Ta bố giữ, không sợ. Rồi. Nhanh quá, mình lo sẵn chuẩn bị. Không được bỏ cuộc. Trời ơi, đây rồi, anh này rồi. Ok, let's go. Đón xem tập 13 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ Sáu ngày 19/6/2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20:50 Chủ nhật ngày 21/6/2020 trên kênh Hà Nội 1. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá.